Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với showroom Tokyo Auto có địa chỉ tại số 18 Hoàng Quán Chi, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Rất là cảm ơn mọi người chúng ta đã ủng hộ em nhé. Bởi vì hôm vừa rồi thì em cũng có lên được mấy clip ấy, thì cũng có rất nhiều anh em qua ủng hộ và em cũng có chốt và có những giao dịch rất nhanh gọn rồi. Và hôm nay đây thì một lát thôi thì em sẽ bàn giao chiếc Mazda 2 này. Chiếc này thì về nói thì cái tầm tài chính trên 350, một tài chính rất êm. Đấy, thì chiếc xe này thì em đã chuẩn bị bàn giao rồi mọi người nhé. Và thì theo nguyện vọng của rất nhiều anh em thì hôm nay em sẽ giới thiệu nhanh cho anh em về những chiếc xe sedan hạng B hoặc là những chiếc xe phân khúc hạng B, hạng A nhé. Trong khuôn tài chính khoảng tầm trên 300, khoảng tầm trên 400, anh em cân đối qua nhé. Thì đầu tiên mở màn bên này thì em đang có một em bé hạt tiêu nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà đời không thấp đâu mọi người, đời cực cao luôn. Chiếc này của em đó là chiếc Kia Morning bản máy 1.2 AT số tự động, sản xuất là 2023, màu trắng anh em nhé. Em này thì để mà nói thì đây là một trong những cái phiên bản, anh em hình cũng đơn giản là nó là cái phiên bản đầu tiên của bản số tự động với mọi người, nên là tầm giá sẽ rất mềm. Em này đâu đó khoảng tầm trên dưới 350 thôi, chúng ta đã có ngày đời 23 chạy rồi. Mà về form ra hình thức của xe thì nó chẳng khác gì nhau đâu anh em nhé, chắc nịch luôn đó. Rồi còn bên này đây thì em đang còn nguyên một dãy này của em đây, đó là những cái mẫu xe hạng B nhá. Hạng B thì chúng ta sẽ không thể nói đến được là ông vua lúc này, đó là chiếc xe Vios anh em ạ. Vios thì em đang có một chiếc màu đỏ. Chiếc này của em là Vios G, sản xuất là 2019, màu đỏ anh em nhá. Em này thì hiện tại bây giờ thì đang trong khuôn tài chính khá dễ chịu, 450 triệu quay đầu thôi. Và cụ thể bao nhiêu anh em yên tâm là chúng ta vẫn có tượng thêm được nhá. Đấy, màu đỏ pha, màu đỏ này cực đẹp anh em ạ. Còn bên này đây em có một chiếc Vios nữa, bản G này, sản xuất là 2022, form mới, màu vàng ánh kim anh em nhé. Em này tài chính nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 490 triệu quay đầu thôi anh em ạ. Đấy, và chúng ta được cái form mới, chạy rất ngon. Còn bên này đây thì em có một chiếc Vios nữa, chiếc này của em thì được là form mới hẳn luôn anh em ạ. Đời 2023 bản G. Đó, em này thì hệ form mới thì cái phần đầu xe nó được tinh chỉnh lại rồi, như là phần đèn đây được làm vuông thành sát cạnh hơn, với rất nhiều đường gân nếp gấp này, có thêm là cảm biến trước sau đầy đủ, logo 3D này. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cả cái phần gọi là gì nhỉ, Toyota Setting Sense đúng không nhỉ? Đúng rồi đây. Có thêm cảnh báo giữ làn, lệch làn. Bây giờ Vios nó không còn cổ ngày xưa anh em ạ, Vios bây giờ chạy ngon lắm. Đấy, và tài chính của xe nhá, em này thì chỉ thiếu mỗi một cái hộp thành xe mới thôi. Và giá em vẫn để linh động cho anh em là trong khuôn tài chính trên 500 một xíu thôi, và cụ thể bao nhiêu thì gọi riêng cho em Long để có giá tốt nhất anh em nhé. Đó, rồi còn bên này đây thì em có một chiếc Vios nữa bản G, sản xuất là 2021, màu xám bạc anh em nhé. Em này thì tài chính nó sẽ rơi khoảng tầm là trên dưới 465, 470 thôi anh em nhé, giá rất êm đó. Và Mazda 2 này, nếu anh em nào mà mua trượt chiếc kia nhá, mua trượt chiếc này thì em có chiếc này cho anh em bù lại đây. Chiếc này của em là Mazda 2 bản 1.5 sedan, sản xuất là 2018, màu trắng nhá. Em này tài chính sẽ rơi vào khoảng tầm là trên dưới 380 triệu anh em ạ. Đó, em đang có rất nhiều đồng nghiệp anh em đang quay mọi người nhá. Phía trên này đây thì em đang có một chiếc Mazda 2 nữa, bản máy 1.5 AT số tự động, sản xuất là 2017. Đó, màu vàng đồng rất đẹp, em này làm bánh được hơn 50.000 cây. Và tài chính của xe thì em này đang rơi vào khuôn khoảng tầm là trên dưới 370. Đó, trên dưới 370 thôi anh em nhá. Đó, và chúng ta cùng nhau xuống dưới này với em Long. Đấy, xuống dưới này thì em đang còn nhiều mẫu hơn. Đấy, buổi chiều rồi mà anh em đang tích cực đi câu anh em ạ, live stream rất nhiều luôn. Như ở phía dưới này thì em đang có một chiếc Mazda 2 này, bản máy 1.5 bản Luxury, sản xuất là 2022, màu trắng, em này form mới, nhập Thái anh em nhé. Và khuôn tài chính của xe cũng sẽ rơi vào khuôn khoảng tầm là trên dưới 470 thôi. Đó, còn bên này thì em đang có một chiếc Accent, Hyundai Accent bản 1.4 ATH đặc biệt, sản xuất là 2020. Em này thuộc là thuộc hệ form cũ anh em nhé, và chúng ta vẫn được là bản đủ luôn. Và tài chính của xe thì đang rơi vào khuôn khoảng tầm là 450 triệu quay đầu thôi. Đấy, 450 triệu cái đầu anh em nhé. Đó, và trong này thì hơi lạc quẻ một tí nhưng mà vẫn muốn giới thiệu dành cho anh em, đó là trong khuôn tài chính khoảng tầm trên dưới 500 nhé, thì em đang có một chiếc Hyundai Elantra bản 2.0 ATH đặc biệt, sản xuất là 2019, tài chính khoảng tầm là trên 500 một xíu xíu thôi. Đấy, và vừa rồi là phần cập nhật nhanh qua về những chiếc xe sedan hạng B tại nhà em, có Vios này, có Accent, có Mazda 2 và có thêm cả Morning nữa. Đấy, thì anh em nào chúng ta quan tâm đến mẫu xe nào trong khuôn tài chính 300 mấy, 400 mấy thì gọi riêng cho em Long để được giá tốt nhất nhá. Và chắc chắn rồi, khi mọi người nhấc máy lên gọi cho em thì chắc chắn là sẽ được hỗ trợ ưu đãi tốt nhất luôn. Chào mọi người ạ.